Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số toàn diện, công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa vào mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất, truyền tải phân phối, quản trị điều hành, nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30 tháng 3, nền tảng văn phòng điện tử Huế Quang Cô e-office và trung tâm vận tải tự động hệ thống cấp đặt tại nhà máy nước Gia Viên là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp. Giai đoạn 2022-2026, Huế Waco xác định 3 mũi đột phá, đó là tổ chức, nhân sự, quản trị điều hành, cơ sở vật chất, để đưa công ty phát triển nhanh và bền vững, hội nhập với các đơn vị cấp nước tiên tiến trong nước và khu vực. Để cụ thể hóa mục tiêu đó, Huế Waco đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa vào hoạt động quản trị điều hành, khi từng bước xây dựng và triển khai đồng bộ hệ thống văn phòng điện tử Huế Waco e-office với nhiều tính năng nổi bật được ứng dụng trong công tác quản lý điều hành, văn thư lưu trữ và được triển khai đồng bộ trong toàn công ty, hướng đến trở thành doanh nghiệp số toàn diện của tỉnh Thừa Thiên Huế và trong lĩnh vực cấp nước. Huế Waco đã và đang thực hiện công tác số hóa và chuyển đổi số trong tất cả các khâu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, từ sản xuất, truyền tải, phân phối và dịch vụ khách hàng. Công ty cũng đã đưa vào khai thác trung tâm vận hành tự động nhằm quản lý thông minh hệ thống cấp nước và giám sát điều khiển từ xa, từ nhà máy đến mạng lưới cấp nước, xây dựng công ty trở thành mô hình điểm về chuyển đổi số tiêu biểu của tỉnh và cũng như là của toàn quốc. Hệ thống văn phòng điện tử Huế Waco e-office được xây dựng dựa trên các quy định do Huế Waco ban hành với mục tiêu áp dụng công nghệ mới, số hóa nghiệp vụ công tác quản lý điều hành, văn thư lưu trữ, tích hợp đầy đủ các tính năng xử lý, thực hiện công việc, trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, quản lý văn bản, báo cáo. Với quan điểm tập trung công việc về một đầu mối, hệ thống e-office có vai trò như bàn làm việc điện tử với nhiều công cụ và dữ liệu điều hành, tác nghiệp được tích hợp như quản lý sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý mạng lưới GIS, giám sát áp lực mạng lưới, kế toán tổng hợp, quản lý nhân sự. Ngoài ra, hệ thống văn phòng điện tử Huế Waco e-office còn sở hữu chức năng xây dựng kho dữ liệu dùng chung, tích hợp dữ liệu của tất cả các phần mềm và hệ thống IoT. Qua đó, quản lý thông tin theo hướng tập trung thống nhất, được liên thông và chia sẻ tối đa, đảm bảo sự kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan khác. Nhờ áp dụng Huế Waco e-office, hiện nay gần 100% các văn bản đi đến trong và ngoài của Huế Waco đã được áp dụng chữ ký điện tử. Qua đó đảm bảo được tiến độ xử lý công việc luôn được thông suốt kịp thời. Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh vận hành hiệu quả công tác sản xuất trên nền tảng công nghệ số, Huế Waco đã tích cực thực hiện các chiến lược chuyển đổi số, trong đó chú trọng triển khai dự án xây dựng trung tâm vận hành tự động hệ thống cấp nước, trung tâm ứng dụng hệ thống điều khiển tự động SCADA trong công tác quản lý vận hành hệ thống cấp nước để kết nối tích hợp SCADA nhà máy, SCADA mạng lưới, các trạm quan trắc nguồn và mạng cấp nước nhằm theo dõi áp lực, lưu lượng trên mạng lưới đường ống cấp nước. Từ đó xây dựng kế hoạch vận hành tại các nhà máy, trạm bơm tăng áp phù hợp với nhu cầu sử dụng trên mạng lưới, đảm bảo cấp nước an toàn cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiết kiệm nguyên vật liệu, điện năng tiêu thụ và hạn chế tình trạng thất thoát trên hệ thống cấp nước toàn công ty. Đưa mức tự động hóa của dự án lên tương đương với các nhà máy nước ở các nước phát triển trên thế giới, từng bước thực hiện mục tiêu quản lý thông minh hệ thống cấp nước phù hợp với định hướng xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm vận hành tự động hệ thống cấp nước Huế Waco thuộc dự án nhà máy xử lý nước sạch Vàng Niên 120.000 mét khối một ngày đêm do công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Trung tâm vận hành tự động được kết nối tích hợp SCADA nhà máy, SCADA mạng lưới, các trạm quan trắc nguồn và mạng cấp với mục tiêu quản lý thông minh hệ thống cấp nước phù hợp với định hướng xây dựng đô thị thông minh Thừa Thiên Huế. Hiệu quả của trung tâm mang lại là điều đầu tiên là giám sát thống nhất từ cái chất lượng nước sản xuất ra với từ cái áp lực từ đầu nguồn đến từng khách hàng theo tiêu chuẩn quy định chất lượng nước từ ở đô thị đến nông thôn. Dịch vụ là được nâng cao, tất cả mọi cái dữ liệu, mọi chế độ vận hành được lưu trữ để làm cơ sở phân tích để hoạch định những cái chiến lược sản xuất lâu dài. Hiện nay Huế Waco đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin và đẩy mạnh công tác số hóa, triển khai chiến lược phát triển về công nghệ kỹ thuật đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó, tập trung nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, thông minh, thân thiện môi trường, tiến đến vận hành trên nền tảng công nghệ số, cấp nước an toàn và bền vững, đảm bảo an ninh nguồn nước. Chú trọng công tác thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, đảm bảo phục vụ cho công tác phân tích, nghiên cứu dự báo, tiến đến vận hành thông minh trên nền tảng dữ liệu lớn vào năm 2045, góp phần tạo ra những đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến đến dịch vụ hoàn hảo, đảm bảo cấp nước an toàn cho 100% người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.